Chào các bạn, vị chủ đang có mặt tại Vincom Nam Hội An, là một trong những địa điểm mới xây dựng đây của tại Hội An, một kiểu du lịch của tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng. Ông Phạm Nhật Vượng này chủ của hệ thống xe điện VinFast đang rất là làm tình làm đám vào tham vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và chúng ta ở Việt Nam. Cũng ngoài những cái đó thì về bất động sản và những khu vui chơi từ Phú Quốc, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hội An, rất nhiều khu du lịch của tập đoàn Vingroup. Hôm nay chúng ta sẽ tham quan của VinWonder tại Hội An, Nam Hội An các bạn. Rồi chúng ta bắt đầu đi vào. Rồi chúng ta đi vào VinWonder Nam Hội An rồi các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào khu Safari, có đây là thú, vườn thú trên sông trước Nga. Và hôm nay hướng dẫn viên sẽ là KOT. Sao KOT lần đầu tiên đi ở đây phải không em? À, sao, cảm giác sao? Đang háo hức chơi không chi nước và vẫn chờ cảm giác mạnh. Em, anh thấy chỗ này cho nó giống cái hồ giữa Phú Quốc á, giống á. À, có những cái nhà xây, chắc là những cái tiệm bán đồ hả? Bán đồ ăn. Sắp hao rồi. Đại lộ giấc mơ. Phố cổ ven sông. Phố cổ ven sông. Phố cổ ven sông nè các bạn. Nó giống làm như tựa như dòng sông Sen á. Đúng rồi, sông Sen. Cổ trước đi. Chụp không? Chụp nó không? Đó, đằng kia những cái nón rất là đẹp, dễ thương các bạn. Thương quá à. Ok. À, họ xây dựng theo cái gì, đâu phải nhà cổ đâu đúng không? Đây họ làm là mô phỏng thôi, đâu phải là cổ. Đây trong này à, họ dùng mô hình đó. Xây thật nhưng mà theo mô hình chứ không phải là cổ. Đây là mô hình của thành phố của Hội An. Đây, cà phê Thanh Xuân. Ok, bây giờ mình đi qua khu thú trước rồi, ráng nữa mình về mình trở lại đây ha. Các bạn, một trong những cái điểm du lịch ở đây ở Vinpearl sẽ là đi xem thú trên sông. Thank you.
lưng dương này, lưng dương vững chắc nha. Bạn này thì bạn không có sừng, tại vì là con cái, con non. À, chỉ có mấy bạn được mới có sừng thôi nha. À, thiên nga thì chút xíu nữa nhiều lắm. Dạ, vẫn là tay phải nha, mà khi các bạn có sừng cong dài về phía sau là lưng dương sừng mát nha. Và lưng dương này thì rất là nguy hiểm luôn. Dạ, có một cái vùng là các bạn đã bị tình cho bất ngờ môi trường bị rồi. Dạ, cách đây khoảng 24 năm thì không còn tồn tại ngộ độc nhiễm nữa nha. Bây giờ chỉ còn trong khu vực bảo tồn thôi. Dạ, sở hữu phố ca được quý như một đường phải đi qua. Qua hai bạn có thể đi vào lúc đầu ngồi đồng hồ của mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
À, bây giờ cập bến để tham quan các bạn. Okay. Rồi chúng ta đang coi nhà voi nha. Monkey. Yeah, because they have a short neck. One tail. Kiko monkey. Dạ, trên đảo cát bên này thì là khu vực của những bạn khỉ đầu chó nha. Dạ, đây là một loài khỉ rất là hung dữ đến từ đảo cát. Dạ, ở ngoài môi trường tự nhiên những bạn khỉ đầu chó còn có thể kém nhau tấn công cả báo và sư tử để mà tranh những mạng với nhau ha. Rất dữ luôn ha. Dạ, khỉ đầu chó thì là một loài khỉ ăn tằm, bạn có thể ăn từ lá cây vỏ cây, bạn ăn được thịt sống luôn nha. Rồi, có một cái ông đang đi học chạy bên kia nữa. Bên kia có hai mảnh đá nhỏ. Kỳ đen. Dạ, bên này thì là khu vực của những bạn vượn cáo đuôi khoang đến từ đảo Madagascar nha. Dạ, Alakri Wasumi. Dạ, they come from Madagascar. Alakri Wasumi. Dạ rồi, bây giờ thì mời cả nhà mình sẽ cùng tiến vào khu vực của những bạn động vật ăn thịt nha. Và mời cả nhà mình cùng quan sát sang phía bên bên phải trước. Thì đây là khu vực của những bạn
Cặp trắng hả? Cặp trắng, cặp trắng. Đây. Rồi bây giờ thì cả nhà mình đang di chuyển qua khu vực của những mặt sư tử nha, đến từ đồng hỏi sao mà châu Phi ạ. Dưới gốc cây là có ba bạn. Rồi bọn tán cây bên kia thì có một anh được bạn lên để lâu cô đơn. Yeah, and say hello of the dạ, bên này thì mình quan sát dưới gốc cây còn có hai cái bạn sư tử trắng nữa nha. Dạ, cũng quý hiếm giống như là hổ trắng lúc nãy. Dạ, em sẽ nhìn được. Dạ, trong này thì mỗi ngày các bạn hổ này sư tử ăn tầm khoảng là 2-3 ngày nha. Thank you.
Thank you. Ngủ dậy nó mới xà. Đang vô phòng chiếu phim phòng chờ các bạn. Đang chờ lâu đài. Lên trên nữa em. Lấy nữa em đi cái đời này nè. Ừ. Đi cái nơi cái lâu đài nè. Lấy em đi tàu lượn đó. À. Đây nè. Cú lên thấy kỹ. Ồ, 13:45. Nó nóng quá, chắc là em làm nghỉ. Quá cho đuôi xe đi. À. À, được để em. À, hello các bạn, sau khi đi tắm nóng quá, đi tắm chờ water park các bạn, chờ nước sông. Bây giờ, bị nhú xin chào mọi người để trở về lại hồi thành phố của Hội An nha. Chúng ta đi thăm VinWorld Nam Hội An. Hello cả nhà, bây giờ đang mình đang đến bãi cửa biển Cửa Đại nha. Đó, bữa ngày beach đi từ Hội An khoảng 15 phút. Đó. Quay ra người mẫu Quảng Nam. Chị tên gì? Thá hả? Rồi, bà cho thuê ghế ngồi luôn. Là 50 hai giường phải không? 50 giường lái là 50 hai giường thưa anh thôi. Giờ quay phim quảng cáo nữa là miễn phí không? Rồi, lấy ai luôn, quay cho bà mang chứ. Hai ghế à, mang ghế. Rồi. À, đây là bãi biển Quảng Nam nha, Quảng Nam. Đẹp quá. Biển này làm gì vô nhớ lại Đà Nẵng cách đây gần 25-30 năm trước là chưa, lúc mà chưa phát triển. Bây giờ còn khu này cũng chưa phát triển đúng không? Thì nó còn tự nhiên, cái mai mốt mà nó làm du lịch rồi thôi. Nó còn vậy. Cái gió rồi em. Rồi có nước gì uống vậy? Có nước gì uống vậy? Nước dừa ngọt không? Ngọt, nước dừa chim ngon. Có bia không? Có. Bia gì? Bia Tô Đu. À, Huda hả? Dạ. Bia Huda, bia Huế hả? Dạ, bia Haru. À, Haru. Không có, Haru. Bia lạnh phải không? Dạ, bia lạnh. Có mực, nó khô. Bao nhiêu lon? À, 15 ngàn. 15 ngàn. Lấy lon bia 2 đại đá hả? Hai đây không? Không. Ờ, không bia. Con mực không? Mực không? Mực tươi không? Mực tươi không? Ngon lắm. Mà ăn thử rồi, ăn miễn phí không? Ăn rồi chập biển nướng con nữa cho con. Ăn miễn phí à? Thử là miễn phí không? Con bao nhiêu? Không có hấp hả? Mực nướng không? Mực nướng không? Mực hấp mực nướng ít bị đau bụng mà mực nướng là con nhiêu? À, trăm. Trăm dữ vậy? Làm miếng ăn hả? Thì lấy mình nhỉ. Lấy lon bia đi. Lấy lon bia uống trước. Bia bắt ốc màu.
Mồi có đậu phụng không? Bánh mặn gì không? Không gì? Thôi là không ăn con mực đi. Con mực nhai nhai mỏi lắm. Ngon lắm, mực ăn ăn ngọt, mực ngọt lắm, ăn thử rồi biết. Ăn thử rồi biết ngon hay dở là biết liền. Ở bớt 50 con đi. Ai nữa mua? Đây mua mẹ, mẹ. Mua em này dân dân Đà Nẵng rồi. Biết rồi. Biết rồi mà em nuôi với nước rồi đó chứ. Thôi trừ lấy anh 90 hả mấy người? 80 hả? Ok. Có 10 em lời có 10 ngàn. À 10 đường, 10 ngàn hay. 10 ngàn hay. 10 ngàn hay. 80 đi, 80, 80. 80 rồi lấy. Làm luôn. 50 rồi ngon nha, mát quá bây giờ là mát à. Rồi, buổi trưa rất là nắng mà nóng nhưng mà ra đây thì mát dễ chịu đó. Đây là biển Cửa Đại các bạn, đây là một cái biển mà nó rất là buôn này còn rất là hoang sơ, dọc thêm mấy resort thì không có cho vô nhưng mà mấy này là chỗ cho pub clip rồi hoang sơ thì mình thích thì mình ngồi ghé, mai mốt nó phát triển là khó lắm.